Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái chiếc loa kéo AZ Pro chuyên về karaoke mà mình đã mua ở trên mạng được khoảng 2-3 tháng nay rồi. Đó. Chia sẻ đến anh em về những cái ưu, những cái nhược điểm của chiếc loa này. Có một số anh em bảo là hát xem nó hay không. Thực tế thì mình cũng có hát rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái đợt này thì mình cũng không có hát mấy, nên là chia sẻ anh em về cái chất lượng của chiếc loa này thôi anh em nhé. Đó thì hiện tại thì chiếc loa này được trang trí cũng khá là bắt mắt đó, với một cái bát 40. Và chiếc loa này thì mình mua ở trên mạng là cái loa kéo Cảnh Hằng anh em nhé. Ngày xưa thì mình có mua một chiếc loa Sansui A1266 thì chiếc loa đấy hiện tại thì vẫn còn. Anh em nào mà có theo dõi kênh của mình lâu rồi thì có biết được là chiếc Sansui A1266 nếu mà để nghe nhạc vừa vừa thì chiếc loa đấy nghe nhạc nó hay hơn cả chiếc loa này. Còn chiếc loa này hát karaoke thì hay hơn anh em nhé. Chuyên về karaoke, còn về để mà nghe nhạc thì chiếc loa này nó quá bình thường, nó không hay bằng những cái loa vi tính hoặc là những chiếc loa khác. Nhưng với một cái chiếc mức giá mà một số cửa hàng, một số shop ở trên mạng có bán thì giá rất là hợp lý. Ở ngoài thị trường thì chiếc loa này có thể bán được đến tới giá mức giá khoảng 5 triệu. Nhưng mình mua cả ship thì 4 triệu 200 tám mấy nghìn thì phải. Khoảng cỡ đó. Đợt trước thì mình cũng có mua cho một người bạn cũng cái loa AZ Pro 2506A. Cái này là 2506A thì cái kia là 2506 thì phải. Đó, các bạn nhìn vào đấy nhá. Đây, mọi người có thể thấy là nó khác nhau một chút thôi. Đây là AZ Pro 2506A. Đấy. Công suất thì 30W và made in thì China. Đó thì cái loa này có tổng trọng lượng mà cả cả loa cả thùng là khoảng 27 kg. Còn chiếc loa này thì nó rơi khoảng 23 kg mọi người nhé. Đây, chứ nó khác biệt một chút đó là cái loa này thì là có 10 nút. Đấy, có nút levi này, nó kiểu giọng nhại nhại âm như kiểu ở ở một cái phòng kín đó. Và có echo thì chiếc kia là 9 nút và không có nút levi này. Thì mọi người sẽ thấy rằng là cái chiếc kia nó sẽ rẻ hơn khoảng độ 200 nghìn. Và đợt về sau thì mình mua thì lại không có cái mức giá rẻ như vậy nữa. Phải tầm 4 triệu 4 đến 4 triệu 7 thì mới mua được. Đó mọi người thể thấy này. Đấy, loa cũng khá là to mọi người nhá. Khá là to. Rất rất là hợp lý luôn. Số tiền thì hợp lý anh em nhá. Đó thì mình cũng chia sẻ anh em là chiếc loa này nó cũng dùng khá là ổn. Xin chia sẻ anh em. Và video này thì mình xin dừng tại đây. Xin chào tất cả anh em nhé.